Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến thăm, đến khám phá cái vườn mía. Cái vườn mía, đây là vườn mía, mía tím. Giống mía đã được đưa vào trồng ở địa phương khá là lâu. Đây là cái nương mía đây. Nương mía này được bà con trồng thành những cái khóm. Một khóm là 3-4 cây. Vườn mía này đã được tách cái vỏ, tức là những tách những cái lá già đã được bẻ đi. Cái đồi nương mía thì được phải được chăm sóc rất là kỹ, từ cái khâu bón lót đến cái khâu làm cỏ. Nên là cái vườn mía mà được mọc lại cái mía, mọc lại lần thứ ba rồi. Bạn nhìn thấy chưa? Nên là cây mía nó sẽ bé hơn. Mía bé hơn và thấp hơn. Thường thường là một lần trồng thì được tầm 3 lần, 3 năm, 3 năm thu hoạch các bạn ạ. Đấy. Những năm đầu tiên thì cây mía nó cao lắm, cao và to, và ít sâu bệnh. Đấy. Còn những cái thời điểm đến cái năm thứ hai, thứ ba thì cây nó sẽ thấp hơn, cây nhỏ và khá là nhiều sâu. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Bị sâu vãi bùa này. Đấy, sâu ăn lá này. Đấy, như nào. Đấy, cây mía là một trong những cái cây công nghiệp mà được đưa vào trồng ở địa phương trong năm gần đây để tăng thêm những cái thu nhập cho bà con. Đấy, ở đây thì bà con trồng những cái nương mía này thì sẽ được thu hoạch vào trong dịp Tết và những ngày cận Tết thì nhu cầu về mía, mía ăn cũng như là để ép lấy đường cũng khá là phổ biến. Cái mía này là chủ yếu là để làm quà biếu để ăn thôi, chứ còn lấy đường thì người ta cũng không dùng loại mía này. Lấy đường người ta dùng cái mía khác, cái mía lau, địa phương gọi là mía lau. Trồng mía này cũng khá là công phu, tốn rất là nhiều công, từ bón phân, tước vỏ. Đây là mưa nhiều, hiện tượng mưa nhiều là mía nó cũng lá nó bị sâu này. Những cây mía như này là cây mía cho thu hoạch rất là thấp này. Cái này là do để lá nó lâu quá không không bóc ra, đây là nó mọc thêm rễ này. Phải nói là cây mía cũng là một trong những cây cây trồng được bà con đưa vào trồng khá là phổ biến, nhất là ở những cái bãi đất bãi bồi ở sông Hồng. Đấy, những cái đất pha phù cát lẫn phù sa, đất cát đất phù sa. Những cái nương này, những cái vườn này là hồi trước là bà con chủ yếu là canh tác ngô, nhưng mà dần dà theo nhu cầu của thị trường cũng như là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì bà con đã chuyển sang trồng mía, trồng táo, trồng ổi. Mía cũng cho thu nhập khá là cao.
những cái độ vườn mía như này tầm nửa ha, thu nhập tầm 8 90 triệu một một năm, bù vào cái công chăm sóc với cả phân bón các thứ thì bà con được còn lại được tầm 4 50 triệu, cũng thu nhập hơn những cái cây trồng khác rất là nhiều, bởi vì là mía là cây trồng ngắn ngày. Đấy, trong một năm thì đã có cho thu hoạch rồi. Ở địa phương tôi bây giờ còn rất là nhiều loại mía, nhưng mà đa phần là bà con đang trồng cái loại mía tím này, có cái loại mía lau, cái loại mía truyền thống từ ngày xưa, chuyên để ép lấy đường. Còn một loại mía nữa là mía chân gà, chân gà thì nó sẽ nhỏ hơn, thấp hơn cái mía này, nó rất là mềm. Này, những cái thân cây nó cũng đang bắt đầu có bị sâu. À, hiện tượng bị sâu này thì cây mía nó sẽ cho cái sản lượng rất là thấp. Những cái phần này này không thể sử dụng, không thể tận dụng để ăn được. Đấy, bên cạnh đây là bà con vẫn đang trồng tiếp ngô này. Ở những cái nương, những cái vườn mía này ở dưới gốc là phải rất là nhiều muỗi các bạn ạ. Tôi sẽ đưa các bạn đi dạo quanh một vòng. Cây mía chỉ cao hơn đầu người một chút thôi. Bên năm thứ hai. Còn những cái măng mía sang năm thứ ba thì nó sẽ còn thấp hơn. Do cái dinh dưỡng là càng ngày nó càng ít. Với cái sức sống từ cái bộ rễ của nó càng ngày càng giảm sút, nên dẫn đến là cây mía nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, sức chống chịu nó sẽ kém hơn. Dần dần địa phương là cũng có nhiều cái sự thay đổi về cái cây trồng vật nuôi, cây trồng cũng đã được chuyển đổi, chú trọng cái sự phát triển, sự hòa nhập của những cái xã vùng núi, vùng sâu vùng xa là cũng đã có một bước chuyển mình đáng kể. Đây là một cái tín hiệu vui cho cái sự cho cái sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Đấy, xen lẫn giữa đồi mía có cả nương ngô này. Một phần là trồng mía, một phần là trồng ngô. Cây mía là một trong những cây là khá là kén đất. Ở những khu đất cao mà đất màu thì cũng chưa chắc đã trồng được mía, mà trồng được thì cái hàm lượng đường nó cũng sẽ thấp nên mía nó không ngon. Những cái vườn này thì mía nó sẽ ngon hơn, được sự kết hợp giữa đất phù sa và đất cát. Qua cái video này các bạn có thể hình dung ra cái cơ cấu cây trồng với cái sự phát triển của rất đa dạng và đang hòa nhập với kinh tế thị trường của vùng sâu, vùng những cái vùng xa xôi, những cái làng quê nông nghiệp của chúng tôi cũng đang vươn mình ra cùng với thế giới, cùng với cả nước để tạo thêm một cái diện mạo mới, một cái phát triển mới, một cái bước đột phá.
Hôm nay tôi vừa đưa các bạn đến với cái vườn mía, mía tím. Trong những cái video tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn đến khám phá một số cái vườn cây ăn quả, những cây ăn trái của địa phương tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi.